Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thì đến với Đà Nẵng, đến với Bà Nà Hills thì đó là một cái điểm mà không ai có thể khi du lịch Đà Nẵng không đến cả. Nhưng mà để đầu tư bất động sản ở gần với Bà Nà Hills, ngay dưới chân Bà Nà Hills thì không phải ai cũng có nhiều thông tin. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái lô có thể nói là lô đất tái định cư ngay dưới chân Bà Nà Hills các bạn nhé. Thì đây là một lô thuộc xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, và nó ở gần ngay chân Bà Nà Hills, sau lưng cái nhà hàng Hồng Phúc Ba ấy đấy, và cái hoặc là cái nhà hàng Thiên Địa ấy, các bạn ạ. Đấy thì đường ở đây là đường 5m5 lề 3m, dân cư rất đông đúc, và nó thuộc về lô tái định cư với diện tích hơn 107m, đất ở nông thôn 100%. Lô này có hướng Tây Bắc các bạn nhé. Giá thì chỉ gần 1 tỷ mốt thôi. Đấy, chưa đến 1 tỷ mốt các bạn đã có thể chung kết được rồi. Các bạn hãy liên lạc với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình để tiếp cận với lô đất và đàm phán chính chủ. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý theo dõi của quý vị các bạn, và xin quý vị các bạn đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích của video clip này đến những người khác cùng quan tâm, cũng như đừng quên đăng ký kênh và bật chế độ bật chuông để thường xuyên nhận được các cái thông tin mới nhất trên kênh YouTube của tôi.